Chào các bạn nha. Cho mình chia sẻ video này đến các bạn nha. Cách mình sử dụng thuốc, phối trộn thuốc mà để bonsai nó đạt hiệu quả như thế này nha các bạn. Đây, các bạn thấy đó. Bonsai này sau khi mình phun thuốc trừ bệnh và thuốc chọi hộp được cách nay đúng một tuần lễ đó các bạn. Mình thấy có hiệu quả nên hôm nay mình làm đoạn video ngắn này để chia sẻ đến các bạn nha. À, các bạn thấy đó, bonsai cát đó, hộp cực kỳ lên luôn. Rồi mình chia sẻ thuốc mình sử dụng đây các bạn. Này đầu tiên là thuốc bệnh nha các bạn. Thuốc bệnh là Dowa cho con 72WB nha các bạn. Đặc trị tháng thư luôn các bạn. Từ 12 đến 15 gram cho 10 lít nước nha các bạn, đối với xài nha các bạn. Nhưng mình phun là liều với liều lượng là 300 gram cho phi 200 lít nước các bạn. Kết hợp với Amata đây các bạn. Amata của Hoa Kỳ đây. Mình kết hợp với nó là 50cc cho phi 200 lít nước nha các bạn. Và tiếp theo là bọ chỉ các bạn, tháng này rất là ít mưa nên số lượng bọ chỉ cũng khá cao. Mình sử dụng thuốc bọ chỉ là 3 Furit nha các bạn. Và mình kết hợp với Yamida. Đây là cũng các dòng thuốc này cũng không xa lạ gì các bạn ơi. Nhưng mà mình phối trộn, mình thấy phun đúng thời điểm, mình thấy tăng lực hiệu quả. Nên nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn. Hộp này là 100 gram nha các bạn. 3 Furit, hộp 100 gram. Kết hợp với Yamida gói 100 gram cho phi 200 lít nước nha các bạn. Mình đã áp dụng được cách này một tuần lễ là mình thấy nó rất là hiệu quả nên mình mới dám làm video này để chia sẻ đến các bạn. Rồi mình kết hợp với chọi hộp các bạn. Xanh nụ chọi hộp đây các bạn. Đây. Đặc tính và công dụng là giúp hoa chọi hộp nhanh, làm cho hoa tươi tỉnh hẳn lên, khắc phục hiện tượng trứng cá bị vàng yếu và lì hộp, phòng trước hiện tượng trái non dị dạng móc câu. Mình đã áp dụng cách này được một tuần lễ các bạn, mình thấy hiệu quả rất là cao. Rồi mình xin nhắc lại nha các bạn. Đây mình cho các bạn xem cận cảnh cái bông xài lại một lần nữa. Này các bạn thấy không? Đây là bông xoài cát và lọc nha các bạn. Mình áp dụng thuốc phun cách này được một tuần lễ. Các bạn thấy lên hộp cực mạnh luôn không? Mình thấy rất là thành công nên mình muốn chia sẻ video này đến các bạn. Mình xin nhắc lại nha. Thuốc bệnh là Dowa cho con nha các bạn, 72WB. Kết hợp với Amita của Hoa Kỳ là Dowa cho con này là 300 gram và cộng với 50cc Amita của Hoa Kỳ 50cc, tất cả cho phi 200 lít nước nha các bạn. Dowa cho con 300 gram, Amita của Hoa Kỳ 50cc là cho một phi 200 lít nước. Kết hợp với bọ chỉ các bạn, 3 Furit là gói hộp này là 100 gram. Kết hợp với Yamida gói 100 gram luôn. Tất cả mình cho một phi 200 lít nước nha các bạn. Và kết hợp với xanh nụ chọi hộp. Xanh nụ chọi hộp này là một chai nửa lít này là mình phun cho 400 lít nước nha các bạn.
một phi là mình dùng 250cc. Mình thấy là cực kỳ hiệu quả luôn, mình đã áp dụng cách này được một tuần lễ, mình thấy rất là hiệu quả nên mình muốn chia sẻ đoạn video ngắn này đến các bạn để các bạn áp dụng để thành công. Mình đã áp dụng, mình thấy rất là thành công nên mình mới dám làm video này để chia sẻ các bạn. Cái nào mình làm không thành công là mình không có dám chia sẻ nha. Mình xin nhắc lại nha, mình đã áp dụng cách này được một tuần lễ, mình thấy cực kỳ hiệu quả nên mình mới dám làm đoạn video này để chia sẻ đến các bạn. Mong các bạn hãy tiếp đón nhận nó nha. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích, các bạn cho mình một like và một đăng ký hoàn toàn miễn phí nha các bạn, để các bạn theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.